Hôm nay cô cùng các em ghé thăm một ngôi trường tiểu học ở vùng quê của một nhà văn nổi tiếng vùng Gò Công xưa. Ngôi trường này trước đây có tên là trường tiểu học Thành Công. Ngôi trường làng hồi xưa này của xã Thành Công thời bấy giờ cũng là nơi cắp sách đến trường của lớp chiến sĩ, danh nhân xưa. Thời gian trôi đi cả trăm năm, bộ mặt của ngôi trường lần lượt thay đổi. Lớp lớp học trò đã ra đi, mà hình ảnh ngôi trường làng vẫn hiện hữu, vẫn còn in đậm ký ức tuổi thơ của bao người.